Ai cũng đầu tháng 8 mà mình quên đó ha. Cái video hứa bạn chia sẻ mấy cái tour du lịch. Giờ mình sẽ chia sẻ những cái tour còn lại thôi nha. Thì đó với cái tour du lịch nước ngoài đó ha. Trong nước thì cũng có khá là nhiều rồi. Kỳ rồi mình chia sẻ quá là nhiều rồi ha. Có Vũng Tàu, Quảng Bình, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt. Các bạn xem ha, có đầy đủ nha. Kỳ rồi đi tour cũng khá là hấp dẫn đó mà ha. Nói chung mình đi tour mình tận dụng những cái cơ hội để mình trải nghiệm nè. Mình biết về những cái phong tục tập quán rồi những cái hay ở địa phương rồi những cái nói chung là mình chia sẻ những cái hay đến cho các bạn ha. Rồi mình chia sẻ qua cái Google bản đồ cho mọi người biết đến nữa các bạn nha. Hình như mình dành chọn cái chuyến đi để mình chụp hình với lại toàn là đăng ảnh thôi. Bạn nào mà rảnh các bạn xem ở trên app á, map Google Map á, thì những cái địa điểm mình đã đi á, mình có để lại luôn các bạn nha. Đây mình sẽ chia sẻ các bạn qua những cái không biết cái này mình chia sẻ chưa nữa, lâu quá giờ quên rồi, cả tháng nay hơn rồi đó. Các bạn xem sơ sơ ha, rồi mình sẽ chạy qua cái tour của nước ngoài thì toàn bộ là giống nhau các bạn nha. Điểm đến ví dụ cùng một cái Mũi Né, Phan Thiết đi thì những cái tương tự là cũng đi gần gần giống như vậy thôi. Tại vì công ty đặt nguyên cái trọn gói của một cái điểm đó đó nên nó giá chi phí thành nó rẻ hơn. Mình đi kỳ rồi tốn tốn hết luôn cả chừng 500 nữa các bạn nha. 500 là cái tiền ngoài á. Coi như tiền đó của công ty gửi mình đó. Gửi 500 sinh nhật 15 năm. Và 300 thì tính tiền nguyên cái tour chỉ có 300 thôi. Cái bàn nữa mà Quảng Bình không nha, cái bàn muốn đi nhưng mà không không đủ điều kiện, chỉ có điện máy xanh thế giới động mới đăng ký được thôi ha. Đối với tour này thì Bách Hóa Xanh không có cơ hội, chưa có cơ hội, hy vọng là những năm sau làm sao mà Bách Hóa Xanh sẽ có cơ hội đăng ký vào cái này. Phan Thiết mình đây rồi nè. Nha Trang, Nha Trang thì kỳ rồi mình đi rồi, thì mình đi Vĩnh Hy các bạn ha. Vĩnh Hy kỳ rồi mình đi Vĩnh Hy, Vĩnh Hy chứ không phải Vinpearl. Mình thử nhà cái Vinpearl cho các bạn xem. Vinpearl Land đó mà. Vinpearl, cái này là của tập đoàn Vingroup các bạn nha. Giờ gồm có Vinmax nè, Vinmax, Mart là Maxpon đó mà. Đó là thương hiệu Việt đó các bạn ha, thương hiệu Việt, chính gốc là thương hiệu Việt của cái anh giám đốc tên gì quên mất tiêu mà ảnh là cũng đứng top Việt Nam mà. Siêu thị Vinmax mà ảnh có rất là nhiều hệ thống nè. Nhà Vinhome, Vinmax, Vinpearl, rồi Vinsmart. Người Việt mình giỏi nhiều lắm các bạn nha. Chúng ta tìm trong lịch sử cũng có rất là nhân tài, rất là nhiều nhân tài mà. Các bạn nào có theo dõi Facebook mình á, mình chia sẻ những cái nhân tài trong lịch sử người Việt á. Mình xem mình phải nể phục người Việt mình nhiều hơn. Rồi mình chuyển qua tour nước ngoài các bạn ha. Giờ mình đi Đài Loan nữa đi. Rồi. Rồi, mình Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng. Rồi. Những cái bạn mà có gia đình con em á, mà cần có đi chung tour á, thì đối với mấy em mà nhỏ tuổi thì được giảm chi phí. Mình cũng chưa nhớ kỹ lắm là bé bao nhiêu tuổi nè, tầm 6 5 6 tuổi trở lại mà.
Nhỏ thì bé nó ăn nhiêu ít tốn là phải rồi. Ê, có kìa, có ghi nè, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi là có 3 triệu mấy nè. 12 tuổi trở lên tới 11 tuổi là giá vé nó cao hơn ha. Đó. Lẽ này nước ngoài thì phí nó sẽ cao hơn cái trong nước các bạn ha. Năm 28. Năm 28, năm 27, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đài Loan. Đây, mấy cái này cũng gần gần giống giống nhau không à. Giống giống nhau mình sẽ đi lẹ xíu. Hà Nội, Đài Loan. À, mình tranh thủ mình ấy sợ khóa khóa cái chức năng này. Khóa chức năng này cái là không có xem được nữa. Đây, Hàn Quốc các bạn nha. Đây. Đó, 12 triệu mấy nè, gần 13 triệu đi. Thì chúng ta nên tận dụng đó mà ha, mình tận dụng, chúng ta đi tour, chúng ta tận dụng cái thời gian đó chúng ta làm cái việc gì có ích cho cộng đồng. Ừ, thì nó sẽ hay hơn là chúng ta chỉ đi tour mà hưởng thụ không mọi nha. Đi tour mà hưởng thụ không sau này mệt lắm đó. Bạn nào tin hay không thì từ từ nghiệm sẽ rõ nha, mình chỉ nói vậy thôi, nói nhiều đụng chạm đó, nhưng mà mình biết mình có trải nghiệm và mình có nghe những người đi trước và có trải nghiệm bản thân nên mình mới nói như vậy, không phải tự khơi khơi nói mà ha. Nói rõ luôn đi, là cái chân mình mà, đúng không, chân những người mà đi tour du lịch nhiều ha, là thường cái chân khó đi lại. À, nếu mà nhiều quá thì có thể nằm tại chỗ các bạn nha. Đó, thì mình nói cái quả cho các bạn biết luôn. Chân mình rất là yếu. Mà chân yếu rồi thì khó khó làm việc lớn lắm các bạn nha. Tại vì cái chân là cái phần âm á, phần âm ở dưới cơ thể là chân là âm nhiều nè. Cái phần nào mà trên cơ thể chúng ta khó thấy là phần âm. Cái gì khuất kín là âm các bạn ha. Giống như cái mặt của chúng ta là dương nhiều, nhưng mà cái sau gáy chúng ta là âm nhiều. Thì lúc trước mình có nói chia sẻ với các bạn rồi ha. À, chúng ta ăn to nói lớn thì đó là dương nhiều, rồi nói nhỏ nhẹ thì là âm nhiều. À, rồi cái nào người ta Hàn Quốc, mình qua cái tour Hàn Quốc là đi ha. Malaysia, Singapore nè, lần trước hình như mình có chia sẻ rồi. Malaysia, Singapore 8 triệu mấy. Mình đưa như thế này các bạn muốn đọc các bạn dừng lại giùm nha. Chứ mình không có thời gian rảnh mình đọc từng cái mà mình giải thích hết đâu. Bạn nào muốn xem thì chúng ta dừng lại nha. Năm 18, năm 18 Malai Singapore Hà Nội, rồi mình cho cái Hà Nội nó đi là thôi, mình qua sợ không có kịp giờ. Kuala Lumpur cao nguyên đây. Rồi 509 ba la 509 rồi, giờ mình qua cái tour này ba la đi ha. Rồi Phượng Hoàng Cổ Trấn, Phượng Hoàng Cổ Trấn, đây Phượng Hoàng Cổ Trấn cho 14 triệu nha.
5 15 quẹt màu trắng 5 15 cái đầu cho cái Hà Nội nó đi nhé. Ở nước ngoài thì cũng ít người đi thôi ha. Cái tour 16 trên 26 cũng chưa hết. Đấy. Mấy video mình chủ yếu là mình chia sẻ giới thiệu các bạn nha. Mình không phải mục đích thương mại, không phải kiếm tiền. Nên mình không có quan tâm tới cái lượt view. Mình không có quan tâm tới cái tiền bạc ở đây. Nên mấy bạn nào mà có ý tính mà mua mua cái kênh mình đó, các bạn thông cảm, mà tốt nhất là dành thời gian tìm tìm cái kênh khác hay hơn nha, tại vì mình sẽ không có đồng ý để mà mình bán đâu. Cái thời gian mình dồn công sức vô cái kênh mình rất là nhiều, mặc dù mình biết cái giá trị nó không có cao nhưng mà mình không có bán. Cái quan trọng là mình không bán chứ không phải là mình ít lượt view, ít lượt đăng ký là mình bán, không có mà nha. Để các bạn đừng có hiểu lầm, chúng ta biết chúng ta đến chúng ta hỏi mất thời gian để các bạn dành thời gian đi tìm cái kênh khác nó hay hơn. Bạn nào thấy thích thì like, không thích thì thôi, mình không ép, cũng không có xin, thiệt tình luôn, không ép và không xin, mình không có vụ xin xỏ. Bạn nào thấy hữu ích thì chia sẻ thì like thôi. Đây, cái gì có lợi cho mình để cho mọi người thì mình làm, chứ mình không có quan trọng về cái phần hưởng gì mình. Mà nếu mình dành cái thời gian mà mình chỉnh sửa từng cái video thì nó khác mà ha. Còn này mình làm nhiều, mình update lên nhiều mà nó đâu có giá trị nhiều đâu. Bởi vì cái gì nó không có giá trị thì nó sẽ mang lại cái thành quả không có giá trị. Đó mà ha, dễ hiểu thôi mà, nó công bằng mà ha. Thì giá trị ít thì mang lại cái thành quả ít thôi. Wow, có cái tượng, có cái hình Phật trên núi nè, lạ ha. Không biết phải Phật không, hay hình cái vị thần nào. Bangkok, Thái Lan à. Thái Lan 53 534. Ba bốn Thái Lan, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Wow, Thái Lan cũng nhiều dữ đó mà ha. Đà Nẵng, mình cho cái Đà Nẵng đó đi. Tua tua thì nhìn chung là giống giống nhau các bạn nha. Cái này là vô nhập đăng ký tài khoản mới được. Tua thì nó hầu như giống giống nhau thôi. Tại vì công ty đặt số lượng lớn cùng một cái điểm và cùng một cái khách sạn. Rồi nên hầu như là giống nhau hết. Năm ba hai, năm ba hai Hà Nội rồi Hồ Chí Minh. Thái Lan cũng nhiều người đi ha, gần đó mà, 7 triệu mấy, giá nó cũng hơi rẻ rẻ đó đối với mấy người dư tiền thôi, chứ mình thì khó, mình không đủ khả năng, đủ nhưng mà cũng không muốn đi. Để có việc gì quan trọng mà lợi ích cho nhiều người thì mình mới quyết định mình bỏ số tiền nhiều mình đi, chứ cái gì mà nó không có đem lại lợi ích cho nhiều người là mình không có làm.
Chí Minh. Rồi. Đó. Dừng thôi bạn nha. Rồi, cũng không có gì quan trọng lắm ha. Rồi, nói chung là năm nay chỉ nhiêu đó thôi. Năm nay thì có nhiêu đó, không biết năm sau như thế nào, không biết năm sau mình còn làm đây không nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.